Không hiểu sao phải tới đây lần thứ ba thì mới kiếm được món ăn tại con phố Ao Sen, được mệnh danh là phố ẩm thực của sinh viên kiến trúc và bưu chính. Kiểu như là đồ ăn ở đây không hợp gu với mình ý, nên là mình thấy quán nào cũng không ưng, hai lần tới đều hai lần đi về. Thì đúng là quá tam ba bận đến lần thứ ba mới chọn được quán. Nhưng mà cái quán này có phải cái quán lạ lẫm gì đâu, nó là cái quán Takokun mình có ăn quen ở trên Xuân Thủy rồi. Cửa hàng này thì chuyên về takoyaki, bánh bạch tuộc Nhật, cũng nổi phết ở trên Xuân Thủy đấy chứ. Trước thì mình có ăn hai lần rồi. À, nếu như mà bạn nào chưa từng thử bánh xèo Nhật ý, thì ở đây cũng có bánh xèo Nhật okonomiyaki luôn. Cùng là cái tên bánh xèo bởi vì là khi làm ra món ăn cái tiếng nó cũng xèo xèo y chang cái bánh xèo Việt Nam, chứ thực ra ăn khác hoàn toàn. Hôm nay thì mình có gọi hẳn một combo 5. Combo này thì sẽ có 6 viên takoyaki, một bánh xèo Nhật và một sushi. Rồi mình có gọi thêm 4 viên takoyaki full topping nữa, vừa đủ cho 2 đến 3 người ăn. Bánh nhân bạch tuộc giòn, phủ phô mai dẻo và đều có rong biển, trứng cá và thanh cua. Bánh xèo ở đây thì là thuộc mức học sinh sinh viên. Chất lượng và hương vị thì cũng ở mức tạm ổn, bột bánh thì hơi nhiều nên là chưa được chắc miếng. Về cơm lươn cuộn thì có phần hơi đơn giản và có một xíu siêu lươn thôi. Nhưng mà cơm rất là dẻo nhá, có vị chua thơm từ giấm Nhật, ăn cũng rất là ok.